chắc hẳn các bạn không còn cảm thấy xa lạ khi nhìn thấy người đàn ông này. Đây là Kim Jong-un. Nếu như nói, ông ấy là vị vua của Bắc Triều Tiên cũng không hề sai. Người đàn ông này chỉ mới 36 tuổi, nhưng ông ta là chỉ huy cao nhất của lực lượng vũ trang lớn thứ tư hành tinh này. Bằng việc nắm giữ hàng loạt khí tài quân sự cũng như vũ khí hạt nhân hiện đại bậc nhất, gia đình anh ta đã phát triển loại hình sùng bái cá nhân dẫn tới sự cai trị tuyệt đối của họ đối với Triều Tiên trong suốt 46 năm. Tuy nhiên, đến đời Kim Jong-un, anh ta phải đứng giữa hai thế giới, hai lựa chọn khó khăn. Một là gìn giữ và phát huy truyền thống gia đình về chế độ cai trị độc tài. Hai là trở thành một nhà lãnh đạo hiện đại hợp pháp để cao tính dân chủ. Như vậy, điều này có nghĩa là sự kết thúc của triều đại nhà vua. Đây là tình thế có thể gọi là tiến thoái lưỡng nan. Liệu Kim Jong-un sẽ lựa chọn như thế nào? Vận mệnh đất nước Triều Tiên sẽ ra sao? Hãy cùng chúng tôi khám phá trong video ngày hôm nay. Kim Jong-un là con trai út của Kim Jong-il. Theo suy đoán, ông sinh năm 1983 hoặc năm 1984. Theo nhiều nguồn tin, ông sinh ngày 8 tháng 1 năm 1983. Tuy nhiên, đây vẫn là một con số bí ẩn vì nó chưa bao giờ được công bố chính thức. Ông là cháu nội của người lãnh đạo và sáng lập ra nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Kim Nhật Thành. Kim Jong-un là vị lãnh tụ thứ ba của nước này, cũng là một thiên tài quân sự. Tiểu sử của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un luôn là một ẩn số đối với giới truyền thông. Vì vậy, đứng dưới màn hình và cùng tôi khám phá những bí ẩn về nhân vật này ngay sau đây. Các bạn sẽ rất sốc. Để hiểu rõ hơn về con người Kim Jong-un, trước tiên, chúng ta hãy cùng xem một vụ ám sát gây rúng động thế giới vào năm 2017. Đây là Kim Jong-nam, người anh trai cùng cha khác mẹ của Kim Jong-un, hơn un khoảng 10 tuổi. Năm 1998, Kim Jong-nam được bổ nhiệm vào vị trí cấp cao trong Bộ Công an. Một dấu hiệu cho rằng ông sẽ trở thành một lãnh tụ tương lai. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi từ tháng 5 năm 2001, khi Kim Jong-nam đã bị bắt tại sân bay quốc tế Narita cùng với hai người phụ nữ và một cậu bé 4 tuổi được xác định là con trai ông. Ông đến Nhật du lịch bằng một hộ chiếu giả của Cộng hòa Dominica với cái tên Trung Quốc Bang Hùng. Sau sự kiện này, Kim Jong-nam hoàn toàn thất sủng. Bởi lòng trung thành của quân đội là nền tảng thực sự để gia đình Kim tiếp tục nắm giữ quyền lực tại Triều Tiên. Điều này đã khiến triển vọng của Kim Jong-nam trở nên xấu đi. Người ta tin rằng Kim Jong-un đã trở thành người thừa kế từ sau sự kiện này. Hơn nữa, sau khi được ra nước ngoài học tập, Kim Jong-nam ngày càng có nhiều tư tưởng trái ngược cha mình. Trong một thư điện tử gửi cho biên tập viên của Tokyo Shimbun, Kim Jong-nam đã viết rằng: "Sau khi tôi trở về Triều Tiên, sau thời gian học tập tại Thụy Sĩ, tôi càng trở nên xa cách cha tôi hơn, vì tôi nhấn mạnh về cái cách mở cửa thị trường. Và cuối cùng, tôi nhận được cái nhìn bằng sự nghi ngờ. Cộng thêm, cha tôi cảm thấy cô đơn sau khi gửi tôi đi học ở nước ngoài. Sau đó, các em trai khác của mẹ tôi là Jong Chon và Jong Un, cùng em gái khác mẹ là Yeo Jong được sinh ra. Và sự quý mến của ông được chuyển sang cho họ. Và đến khi ông cảm thấy rằng tôi đã trở thành một tên tư sản sau nhiều năm học tập ở nước ngoài, ông đã rút ngắn thời gian học ở hải ngoại của các em tôi. Sau nhiều năm ẩn cư ở nước ngoài, Kim Jong-nam nhiều lần được cho là đã có những phát ngôn thể hiện sự bất mãn với chế độ độc tài của Triều Tiên. Thậm chí còn có thông tin cho rằng ông làm việc cho CIA, chuyên cung cấp thông tin mật của Triều Tiên cho CIA. Những thông tin này được đưa ra bàn tán nhiều hơn bao giờ hết khi ông bị ám sát tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 3 tháng 2 năm 2017. Một số tường thuật báo chí cho biết khi Kim bị ám sát tại sân bay Malaysia bởi hai người phụ nữ không nhận diện được, hai người này được suy đoán là điệp viên của Triều Tiên. Qua kiểm tra camera an ninh của sân bay, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ hai người phụ nữ là Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, có sở hữu giấy thông hành của Việt Nam, và Siti Aisha, có giấy tờ thông hành của Indonesia. Theo lời khai của hai cô gái, họ được hai người đàn ông thuê tham gia một chương trình thực tế trên YouTube và hứa hẹn cho họ được nổi tiếng. Bằng tất cả sự ngây thơ, hai cô gái đã rơi vào bẫy của những người sát thủ.
Hai cô gái được yêu cầu phun vào mặt nạn nhân một chất lỏng không xác định, như là một phần của chương trình đùa giỡn. Người phụ nữ cho biết, sau khi cô thực hiện xong thử thách quay trở lại để tìm kiếm 4 người đàn ông và người đồng hành của mình, họ đều đã biến mất. Đến ngày hôm sau, khi bị cảnh sát bắt, hai cô gái mới biết mình đã phun một chất kịch độc vào mặt của một người nào đó. Và sốc hơn khi biết đó là anh trai ruột của người lãnh đạo Triều Tiên. Sau gần 2 năm điều tra, cảnh sát xác định hai cô gái cũng chỉ là nạn nhân của một âm mưu chính trị và họ đã được trả tự do. Quá trình hai cô gái bị lừa như thế nào và quá trình gây án ra sao, mình sẽ có một video riêng nói về chủ đề này. Sau vụ ám sát rúng động này, tất nhiên sẽ có hàng tá giả thuyết được đưa ra. Nhưng rõ ràng, đa phần mọi người đều nghi ngờ người em trai ruột của ông ấy. Tại sao mọi người lại nghĩ như vậy? Liệu Kim Jong-un có thật sự là người như vậy hay không? Cho đến nay, dù Triều Tiên đã có phần cởi mở hơn với thế giới bên ngoài, song tin tức về Kim Jong-un rất hạn chế. Theo Fujimoto Kenji, người đầu bếp cũ của Kim Jong-un tiết lộ, thì Kim Jong-un được nhà lãnh đạo Triều Tiên chiều chuộng yêu thương hơn tất cả, trong khi hai người anh lớn không được trà trọn. Kim Jong-chun thì tính tình nhu mì, bị coi là không xứng đáng. Kim Jong-nam cũng đã bị thất sủng sau khi bị nhà chức trách Nhật bắt được vì mang hộ chiếu giả khi cố vào khu giải trí Disneyland ở Tokyo. Theo Fujimoto, Kim Jong-un có tính nét giống y hệt cha và có ngoại hình giống như đúc với ông nội. Theo Zhao Ao Michalo, con trai của một nhà ngoại giao Bồ Đào Nha, là bạn của Kim Jong-un ở trường quốc tế Ben, Thụy Sĩ, thì Jong-un thích bóng đá và bóng rổ, có một chất giọng mạnh mẽ. Kim học được tiếng Đức, nhưng tiếng Anh thì có phần khá hơn, khá giỏi toán và cũng không phải là mọt sách. Kim không uống rượu và cũng không hứng thú với bạn gái. Anh ít nói về quê nhà, nhưng tỏ ra nhớ nhà khi thường nghe những bài quốc ca Triều Tiên, đặc biệt là ái quốc ca của Triều Tiên. Trong quá trình học tập, Kim Jong-un rất kín đáo về thân thế của mình với bạn bè. Một chiều chủ nhật năm 2000, trước khi trở về quê nhà, Kim Jong-un mới tiết lộ cho người bạn rằng mình không phải con trai của một đại sứ, mà là con trai của Chủ tịch Triều Tiên. Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên, ông Lê Quảng Ba cho biết, Kim Jong-un là người cư xử lịch thiệp, thoải mái và không hề có dấu hiệu của vua chúa như một số nguồn tin theo dệt. Ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman sau chuyến thăm Triều Tiên năm 2014 đã mô tả Kim Jong-un là một người rất thân thiện và đã làm nhiều việc có ích cho nhân dân của mình. Cũng giống như các anh trai khác của mình, ông Kim Jong-un được giáo dục tại Thụy Sĩ. Sau khi trở về Bình Nhưỡng, ông tiếp tục học Đại học Quân sự Kim Nhật Thành. Nhiều thông tin cho hay, mẹ của ông là người vợ được ông Kim Jong-un yêu thương nhất. Tất nhiên, bà luôn muốn con trai của mình là người kế nhiệm. Bà buộc ông phải học trường quân sự, nơi ông được các quan chức hàng đầu của Triều Tiên huấn luyện về pháo binh. Chính quá trình học tập đó đã khiến ông trở nên rất mạnh mẽ, thành một người hoàn hảo để kế nhiệm vị trí lãnh đạo Triều Tiên. Quá trình lên ngôi vua. Ngày 5 tháng 1 năm 2009, hãng thông tấn xã Yonhap của Hàn Quốc loan tin rằng Kim Jong-un đã ấn định Kim Jong-un làm người kế vị. Đến ngày 8 tháng 3 cùng năm thì có tin Jong-un có tên trong các nhân vật được bầu vào Hội nghị Nhân dân tối cao. Nhưng sau đó, ông lại không có tên trong danh sách các đại biểu. Đến ngày 27 tháng 4 năm 2009, Kim Jong-un được bổ nhiệm vào Ủy ban Quốc phòng, sửa soạn cho con đường lên nắm quyền. Ngày 28 tháng 9 năm 2010, Kim Jong-un được trao thăng hàm đại tướng và chỉ định vào chức vụ Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, một cơ quan quyền thế trong Đảng Lao động Triều Tiên khi khoảng 27 tuổi. Đây được xem là những bước quan trọng để dọn đường cho Kim Jong-un lên kế vị cha làm lãnh tụ Triều Tiên. Những dự đoán trên dần dần trở thành sự thật. Ngay sau khi thông cáo về sự ra đi của lãnh tụ Kim Jong-un, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đã loan tải rằng Kim Jong-un là người thừa kế vĩ đại của sự nghiệp cách mạng Juche và là lãnh tụ nổi tiếng của đảng, quân đội và nhân dân. Ngày 19 tháng 12 năm 2011, hai ngày sau khi Kim Jong-un qua đời, Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Đảng ủy Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Hội đồng Quốc phòng Triều Tiên, Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao và Chính phủ công bố thư gửi toàn thể đảng viên, quan binh quân đội nhân dân và nhân dân, yêu cầu toàn thể đảng viên, quan quân quân đội nhân dân và nhân dân trung thành với sự lãnh đạo của đồng chí Kim Jong-un tôn kính. Đảng và quân đội nhân dân cùng với nhân dân duy trì đoàn kết. Các phương tiện truyền thông Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngay sau đó gọi Kim Jong-un là nhà lãnh đạo vĩ đại, người thừa kế vĩ đại.
Ngày 29 tháng 12 năm 2014, thì ông Kim Jong-un chính thức trở thành tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Ông Kim Jong-un thực hiện bài phát biểu đầu tiên trước công chúng vào ngày 15 tháng 4 năm 2012, khi Triều Tiên kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà sáng lập Kim Il-sung, ông nội của Kim Jong-un. Trong bài phát biểu đó, ông ca ngợi học thuyết quân đội trước hết của Triều Tiên và khẳng định thời đại đất nước ông bị đe dọa đã qua rồi. Theo thông tin mà chúng tôi tổng hợp được cho thấy, Triều Tiên dưới thời ông Kim Jong-un là đất nước không có bất cứ loại thuế nào và đất nước này đã có hơn 70 năm công nghiệp hóa hạng nặng, sắt và thép. Nhờ vậy, Triều Tiên xuất xưởng được rất nhiều mẫu ô tô thương hiệu bản xứ từ nhiều năm nay. Đây cũng là đất nước không có tội phạm có tổ chức, rất ít tội phạm hình sự và các hành động phá hoại như biểu tình. Triều Tiên hoàn toàn không có ma túy, ngoại trừ rượu và thuốc lá. Không ai biết ma túy là cái gì. Nhà ở được nhà nước đảm bảo cho tất cả người dân và nó hoàn toàn miễn phí. Cũng không có tình trạng người lang thang và vô gia cư như ở các cường quốc tư bản. Không có ổ chuột, không có ai phải sống dưới gầm cầu, vỉa hè, không có sự chênh lệch giàu nghèo. Công nhân là chủ sở hữu của các nhà máy xí nghiệp, nông trang, được quyền tham gia mọi quyết định của tập thể sản xuất. Các kỳ nghỉ của người lao động được đài thọ hoàn toàn bằng tiền của nhà nước, được nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe ở các spa, khách sạn và các nhà nghỉ dành cho tất cả người lao động. Triều Tiên là một xã hội giữ được truyền thống văn hóa dân tộc, không bị ảnh hưởng xâm thực bởi các giá trị tư tưởng văn hóa lai căng. Hoàn toàn không có gái mại dâm và phim ảnh khiêu dâm. Một xã hội đạo đức với các giá trị văn hóa truyền thống được chú trọng. Trong đó, quyền riêng tư của con người được coi là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Nhà nước đảm bảo cung cấp lương thực cho tất cả các công dân, dù là người lao động hay không. Mỗi người 0,45 kg gạo trên ngày, cung cấp cả thực phẩm cơ bản như trứng, đậu hũ. Mỗi người đàn ông trưởng thành còn được cung cấp 7 lít bia trên tháng. Tự do tôn giáo được đảm bảo bằng pháp luật, được phép xây dựng các công trình tôn giáo và tổ chức các nghi lễ tôn giáo. Nền y tế công lập đủ khả năng đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Triều Tiên có 215.700 bác sĩ, tức 8,8 bác sĩ trên 1.000 người dân. 15% GDP dành cho y tế. Cứ 130 gia đình lại có một bác sĩ chuyên trách. Hàng ngày trực phòng khám và tư vấn vào buổi sáng, buổi chiều đến thăm khám tại các hộ gia đình. Triều Tiên là quốc gia có nền khoa học, thể thao và nghệ thuật phát triển, phục vụ các nhu cầu cơ bản của đất nước và con người. Con người là trọng tâm ưu tiên trong chiến lược phát triển. Mọi hoạt động thể thao, nghệ thuật đều miễn phí. Các sân vận động, trung tâm văn hóa, bảo tàng, sạp hát, rạp chiếu phim và thư viện đều không bán vé. Người lao động làm việc 8 giờ trên ngày, từ thứ hai đến thứ năm. Thứ sáu tham gia trên cơ sở tình nguyện các hoạt động lao động cộng sản, với 32 giờ làm việc trên tuần. Triều Tiên là quốc gia có số giờ làm việc quy định ít nhất thế giới. Việc làm nhà nước được đảm bảo, không có ai thất nghiệp. Nông dân và thợ mỏ được hưởng lương cao nhất. Tham gia quân đội là nghĩa vụ bắt buộc, nhưng được coi là tầng lớp vinh dự nhất trong xã hội. Không có khái niệm sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. Nền kinh tế của đất nước hoàn toàn thuộc sở hữu toàn dân theo đường lối kinh tế của chủ nghĩa xã hội. Lợi nhuận từ sản xuất một phần được trả lương cho người lao động, còn lại nộp toàn bộ vào ngân sách quốc gia. Lịch sử Triều Tiên chưa bao giờ xảy ra khủng hoảng kinh tế và cũng chả biết khủng hoảng là gì. Nền giáo dục hoàn toàn công lập, miễn phí từ nhà trẻ cho tới trên đại học, cũng như giáo dục thường xuyên với chất lượng cao. 100% trẻ em đến trường học, tỷ lệ dân số biết đọc biết viết là 99,9%, cao nhất thế giới cùng với Cuba. Đặc biệt, tháng 12 năm 2012, Triều Tiên đã phóng thành công tên lửa mang vệ tinh do nước này tự chế tạo lên vũ trụ, trở thành một số ít các quốc gia làm chủ được công nghệ vũ trụ. Tại châu Á thời điểm năm 2015, ngoài Triều Tiên thì chỉ có Ấn Độ và Trung Quốc đạt được thành tựu này, trong khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều không thực hiện được. Năm 2018 được coi là năm đột phá trong đường lối đối ngoại của Triều Tiên. Mở đầu là hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Triều Tiên, lần đầu tiên kể từ khi kết thúc chiến tranh vào tháng 4 năm 2018. Cái bắt tay lịch sử giữa ông Kim Jong-un và Moon Jae-in đã mở ra một thời kỳ lạc quan hơn cho mối quan hệ căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Trong năm 2018, ông Moon và ông Kim đã gặp nhau 3 lần và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã trở thành nhà lãnh đạo thứ 3 của nước này đặt chân đến Bình Nhưỡng. Tuy gần đây, mối quan hệ giữa Nam Bắc Triều Tiên đã không căng thẳng trở lại. Nhìn chung, hòa bình tại khu vực vẫn được giữ vững. Cũng trong năm 2018,
Ông Kim Jong-un tới Trung Quốc 3 lần gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trước và sau cuộc gặp thượng đỉnh đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore hồi tháng 6 năm 2018. Trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên đầu tiên ở Singapore, ông Kim Jong-un đồng ý làm việc hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên để đổi lại sự đảm bảo an ninh và mối quan hệ đối với Mỹ. Tuy mới lên nắm quyền chưa đầy 4 năm, Kim Jong-un đã chứng tỏ một phong cách lãnh đạo khác biệt so với cha của mình. Báo Washington Times cho rằng, sự khác biệt thấy rõ là khi Kim Jong-un tỏ ra cởi mở hơn và thân mật hơn. Ông muốn thể hiện mình là một nhà lãnh đạo đầy tham vọng nhưng thân thiện với dân chúng, khác hẳn với cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, một con người bí ẩn và lạnh lùng. Kim Jong-un luôn có những phát biểu khiến người dân dễ nghe, liên tục tiếp xúc với nhiều nhóm dân thường, trái ngược với người cha thường đưa ra tuyên bố ghi âm sẵn, thời lượng chỉ khoảng 12 giây. Về mặt này, Kim Jong-un giống ông nội Kim Il-sung. Kim Jong-un gây ấn tượng qua hình ảnh một nhà lãnh đạo trẻ tuổi và năng nổ, nhiều khi đưa ra quyết định ngay tức khắc mà không cần tư vấn. Ông dường như cũng biết rõ sức mạnh mình đang nắm trong tay và hiểu được những hạn chế mà cha mà ông nội đã áp đặt lên hệ thống công quyền. Đảm nhận trọn vẹn vị trí lãnh đạo tối cao của Triều Tiên đòi hỏi Kim Jong-un không chỉ chủ động hành xử và tự đưa ra quyết định. Chính trị gia trẻ tuổi này còn phải làm việc và tương tác với một ban lãnh đạo nhiều người hơn. Một số nguồn tin cho biết, về nhiều vấn đề, Kim Jong-un không chỉ bàn bạc với các cố vấn thân cận nhất mà còn với cả các cơ quan quyền lực, chẳng hạn như Bộ Tư lệnh tối cao của quân đội. Bên cạnh đó, ông dường như biết rõ nhiều nghị định thư phải được theo sát và dường như hiểu được ranh giới mà bên trong đó ông phải hoạt động để bảo toàn vị trí của mình và duy trì sự ổn định của chế độ. Tuy nhiên, nhiều chính sách mà ông đưa ra cho thấy một cách tiếp cận táo bạo nhằm xử lý các vấn đề chính quyền phải đối mặt cả ở trong nước và ngoài nước. Washington Times nhận định, một khi Chủ tịch Triều Tiên trưởng thành hơn trong điều hành đất nước, nhiều khả năng các cố vấn của ông sẽ khó khăn hơn khi tư vấn cho lãnh đạo từ hậu trường. Điều đó có thể sẽ dẫn đến một Kim Jong-un với phong cách lãnh đạo rất khác so với hiện nay. Tuổi thơ cô đơn được cho là đã góp phần hình thành nên tính cách của lãnh đạo Kim Jong-un. Ông Lee Jong-guk, cựu vệ sĩ của Kim Jong-un, thân phụ của đương kim lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un, cũng đã hé lộ câu chuyện ly kỳ về quãng thời gian làm vệ sĩ và cuộc đời thơ ấu của ông Kim Jong-un trong bộ phim tài liệu của kênh National Geographic. Bộ phim chưa được công chiếu, nhưng đoạn giới thiệu đã được tạp chí Newsweek đăng tải mới đây. Ông Lee, 58 tuổi, làm cận vệ cho ông Kim Jong-un trong 10 năm, từ năm 1978 đến năm 1988. Sau đó, làm cố vấn quân sự đến năm 1991. Sau lần đào tẩu bất thành năm 1994 và bị đưa đi cải tạo, ông Lee cuối cùng cũng trốn sang Hàn Quốc vào năm 2000. Tại đây, ông Lee vẫn mang nỗi âu lo bị miền Bắc truy lùng nên đã phải chạy sang Canada cùng vợ con để xin tị nạn từ năm 2016. Theo lời kể của ông Lee, sự an toàn của gia đình họ Kim được coi là vấn đề tối quan trọng của Triều Tiên từ khi nước này được thành lập hơn 7 thập niên về trước. Lực lượng cận vệ cho nhà lãnh đạo Kim Il-sung, Kim Nhật Thành và con trai Kim Jong-un, người được chọn để kế thừa quyền lực, phải trải qua những cuộc huấn luyện vô cùng khắc nghiệt. Nhưng trên hết là phải có lòng trung thành. Tôi được dạy phải bảo vệ ông ấy, Kim Jong-un, mang mạng sống của mình. Ông Lee kể trong đoạn phim. Trước đó, ông Lee từng nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN rằng ông được đào tạo để tin rằng ông Kim Jong-un là một vị thần và lẽ sống duy nhất của ông là để phục vụ bảo vệ cho lãnh tụ kính yêu. Lúc đó, chúng tôi còn trẻ và đầy nhiệt huyết, ông Lee nói. Và để trở thành cận vệ của lãnh đạo Triều Tiên, ông Lee phải trải qua cuộc tuyển chọn khắt khe. Sau đó là quá trình chui rèn gian khổ. Ông Kim Jong-un thích xem chúng tôi bắn súng và đấu võ. Tôi có thể đập vỡ chồng gạch 11 viên. Đó là lý do mà tôi có vết sẹo này, ông Lee nói, và chỉ vào lòng bàn tay phải. Ông Lee cho hay đã trải qua hết những bài tập mà truyền thông Triều Tiên thường chiếu để thể hiện năng lực của binh lính, như dùng gậy sắt đánh vào người, dùng đầu đập gạch, phóng dao. Tuy nhiên, điều tối quan trọng đối với một vệ sĩ là tài thiện xạ. Năm 1994, ông Kim Jong-un chính thức trở thành lãnh đạo Triều Tiên sau cái chết của người cha. Đến năm 2011, ông Kim Jong-un qua đời và mở ra giai đoạn cầm quyền của thế hệ thứ 3 của gia tộc họ Kim tại Triều Tiên, ông Kim Jong-un. Trong thời gian làm cận vệ cho ông Kim Jong-un, ông Lee Jong-guk đã có cơ hội để theo dõi sự trưởng thành của ông Kim Jong-un, được cho là sinh vào tháng 1 năm 1984. Theo ông Lee, ông Kim Jong-un đã trải qua một tuổi thơ cô đơn và gần như không có bạn chơi cùng. Ông ấy bị gò bó và không có bạn cùng tuổi. Những người chơi với ông ấy chỉ toàn là người lớn
những người giáo dục cho ông ấy. Ông đi nói trong cuộc phỏng vấn trước đây với ABC News. Trong khi người anh trai cùng cha khác mẹ, ông Kim Jong-nam được cha đối xử tốt hơn, thông tin về ông Kim Jong-un gần như bị giữ kín hoàn toàn. Theo một số nhà nghiên cứu về Triều Tiên, ông Kim Jong-un muốn tách rời các con ra và giữ kín chuyện có nhiều vợ con với người cha Kim Il-sung, vì ông Kim Il-sung phản đối một vài trong số những mối quan hệ này. Cận vệ Lee cho rằng có thể sự cô đơn từ nhỏ đã hình thành nên tính cách của ông Kim Jong-un. Ông ấy dễ nổi nóng. Khi ông ấy nổi giận, ông ấy hành động mà không suy nghĩ đến hậu quả. Ông ấy không quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Ông ấy làm điều mình muốn và sẵn sàng hét vào mặt những người phụ nữ, ông Lee nói. Không giống như ông Kim Jong-un, người được quy hoạch từ nhỏ để trở thành lãnh đạo tương lai của Triều Tiên. Ông Kim Jong-un được cho là không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho vai trò lãnh đạo mà ông sẽ phải đảm nhận lúc cha mình qua đời vào năm 2011. Có thể nói, Kim Jong-un là một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất của nhân loại và trong tương lai, ông có thể làm được nhiều điều phi thường. Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên, ông Lê Quảng Bà, nói về đời sống xã hội bên trong một đất nước Triều Tiên bị cấm vận, khép kín như thế này. Đúng là nếu chỉ đọc báo chí bên ngoài, thì tưởng như Triều Tiên rất đói khổ, kiệt quệ. Sau nhiều đoàn của Việt Nam và các nước khác sau khi thăm Triều Tiên về đều kinh ngạc. Không ngờ Triều Tiên lại phát triển đến như vậy. Về công nghệ cao, Triều Tiên có nhiều thành tựu mà ta phải ngưỡng mộ. Tiềm lực của người Triều Tiên chính là sức mạnh tinh thần và văn hóa, từ đó dẫn đến tiềm lực quốc phòng của họ. Tôi nghĩ ở đây có vấn đề về thông tin. Chẳng hạn như có 100 thông tin, hình ảnh đăng tải trên thế giới về Triều Tiên, thì có đến 80% là từ báo chí phương Tây, hay các nước mà Triều Tiên gọi là thù địch, tức là chỉ nói xấu, hay không có thì dựng ra là có. Bản thân Triều Tiên cũng ít đưa hình ảnh của mình ra ngoài, nên dễ dẫn đến bị nhìn nhận sai lệch. Riêng tôi thấy rằng, cần bình tĩnh xem xét và đặt lại câu hỏi, bao giờ ta có thể làm được như họ? Trước khi đến, nhiều người cứ nghĩ Triều Tiên là quốc gia vô cùng khốn khổ, người dân thì hiếu chiến. Nhưng đó là bởi họ chưa trực tiếp tham quan Triều Tiên. Chăm nghe không bằng một thấy. Nếu tiếp nhận thông tin từ nguồn gián tiếp, sự sai lệch sẽ rất nhiều. Đó là một Kim Jong-un và Triều Tiên rất khác xa với tưởng tượng của đa số chúng ta. Các bạn nghĩ sao về video ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên ủng hộ cho mình bằng một like và đăng ký kênh. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.